Thưa quý đạo phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp cái thiện nghiệp thứ ba ở trong kinh thập thiện nghiệp đạo ở mấy buổi trước thì chúng ta đã học về cái thiện nghiệp thứ nhất tức là, lìa hẳn cái nghiệp sát. thứ hai là, lìa hẳn cái nghiệp trộm cướp. hôm nay chúng ta sẽ học cái thiện nghiệp thứ ba là, lìa hẳn cái uh, nghiệp tà hẳn. Tôi xin đọc cái phần chính văn trước để đại chúng theo dõi, thì sau đó sẽ giải thích. Lại nữa, này Long Vương, nếu xa lìa nghiệp tà hạnh, liền được bốn pháp mà bậc trí giả, luôn khen ngợi. bốn pháp đó là gì. một là, các căn tướng điều hòa và thuận lợi. hai là, xa hẳn sự xôn xao. ba là, được đời khen ngợi. bốn là, Vợ con không bị ai xâm phạm, tiếc hạnh. Đó là bốn pháp. Nếu đeo bốn pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì sau khi thành Phật, được cái tàn tướng ẩn mật của Phật, Đại Trượng Phu, ta hạnh là gì? tà hạnh có nghĩa là tà dục là những cái từ gọi khác của cái hành động tà dâm nam nữ khi trưởng thành lập gia đình đó là một cái quy luật từ xưa đến giờ đó là lẽ tự nhiên đạo phật cũng không có ngăn cấm không có lên án tuy nhiên đối với đời sống của người xuất gia tức là những người đã phát nguyện các cái từ thân thì đức Phật dạy phải sống phạm hạnh tức là chấm dứt cái đời sống dục nhiễm trong cái nghĩa luyến ái vợ chồng vì đem cái cái tâm dục nhiễm hành động dục nhiễm, tư tưởng dục nhiễm mà cầu đạo vô thượng bồ đề thì không bao giờ thành tựu được. Việc làm này giống như người nấu cát mà muốn thành cơm. Đức Phật đã thí dụ như vậy. Nhưng đó là việc của người xuất gia. Thì ở đây trong kinh thập thiện nghiệp đạo là nói về cái thiện nghiệp của những người tại gia còn đời sống gia đình có vợ có chồng đời sống được an vui hạnh phúc gia đình được hòa thuận tình yêu xã hội kính trọng bè bạn À, luôn quý mến thì người cư sĩ tại gia phải nguyện không có những cái hạnh tà trong lời nói trong hành động và trong suy nghĩ chúng ta biết ở đời Chúng ta có thể bố thí Chia sẻ cho người khác Từ cơ măng Từ áo mặc Cho đến những cái vật chất Nhưng Nói về tình cảm Vợ chồng Thương yêu Trong cái đời sống của cái lĩnh vực này thì không ai chịu chia sẻ cho ai. Một khi mà cái tình cảm vợ chồng bị rạn nứt từ một cái người thứ ba nào đó xuất hiện, thì gia đình sẽ xào xáo, con cái sẽ buồn khổ và từ đó mất đi cái lòng tin cậy với nhau. thì làm sao lập nên gia nghiệp à, vững bền ở đời để tiếng thơm sạch ở xã hội được. cho nên đức phật dạy trong cái đời sống của gia đình người phật tử Muốn cho à, có được sự bình yên, Muốn cho vợ chồng tin cậy nhau, Muốn cho con cái có điểm tựa, à, Để chúng học tập yên tâm. Cha mẹ phải làm gương, Cái gương sáng, gương đẹp, gương tốt cho con cái, Thì phải vĩnh ly tà hạnh, Do cái lòng tham muốn chiếm hữu ở giới thứ cái, cái thiện nghiệp thứ hai tức là trộm cướp ở đây là trộm cướp không phải cái vật ở ngoài thân mà xâm phạm tiết hạnh tức là bằng hình thức này bằng phương tiện kia để chiếm hữu chiếm lấy được cái của cải trong thân của người đó thì đó là 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 phạm ái bất động bất sanh ta bà niệm bất thiết bất sanh tịnh độ nếu cái nghiệp ái dục của chúng ta không có nặng thì chúng ta không có mặt ở thế giới này thế giới này là cõi dục. thế giới của chúng ta đang ở là, là ở trong cái vòng của dục giới. tức là từ cái cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm, tiêu thụ, sinh hoạt, ăn uống, tất cả nó đều xoáy ở trong cái trọng tâm là dục nhiễm. vì đó là cái chất tố của chúng sanh ở cõi dục cho nên vì cái nghiệp ái nặng vì chất liệu từ cái dục nhiễm này nó có mặt cho nên chúng ta mới đến thế giới này còn nếu chúng ta không có dục nhiễm cái dục nhiễm của chúng ta nó nhẹ thì chúng ta không ở thế giới thế giới của của cỏ dục mà chúng ta ở thế giới của cỏ sắc những cảnh giới cao hơn cỏ sắc giới hành động dục nhiễm thô không còn nhưng vẫn còn cái dục nhiễm tế một cái nụ cười ẩn ý một cái ánh mắt gợi tình nó nhẹ nhàng thôi hay là một cái nắm tay đó là cái thế giới của sắc cao hơn nữa cái thế giới của cõi vô sắc tức là không còn không còn cái sắc chất không còn cái hình thức dù thô hay tế mà chỉ còn cái ý thức tư tưởng từ ở cái chủng tử dục nhiễm chúng ta mới đến thế giới này nhưng cái may mắn là có người thì nặng có người nhẹ có người nhiều có người ít chứ không nói đừng nói là không có chỉ trừ khi nào những bậc có lý tưởng có tu tập chuyển hóa từ nặng thành nhẹ và từ nhẹ nó sẽ vơi đi sạch thì đó là những cái do công phu tu tập hay là những bậc do hạnh nguyện mà trở lại để tiếp tục cái sự nghiệp những cái công việc phật sự còn gian dở thì những bậc á, tái lai thị hiện thì đó là gọi là thể hiện hay là À, giáng sanh Chứ còn chúng ta là không phải thể hiện mà chúng ta đầu thai Do cái nghiệp lực á, á, Nó hút chúng ta Phải gieo vào Phải rơi xuống Ngay trong cái lúc đầu Mà à, Cái nhân duyên cha mẹ gặp nhau Trong cái sự liên ái đó Mà nếu cái nghiệp thức Của chúng ta Cộng nghiệp với cha mẹ với gia đình đó và cái lửa dục của chúng ta nó cũng tương ứng với cái tần số đó cho nên lúc đó, đó cái ánh sáng của sự dục nhiễm nó lóe lên và chúng ta theo cái ánh sáng đó chúng ta đến cho nên cái ý niệm mà trong kinh phật gọi là vô minh đó, có nghĩa là lúc đó cái thần thức cái thần thức của gọi là em bé đó đó. Nó nó thấy là nó đang hành động với người nữ đó thì đứa bé đó sẽ là trai, khi sinh ra sẽ là trai. Còn nếu nó thấy nó đang hành động với một cái người nam đó thì nó sẽ ra đời là một em bé gái cái ý tưởng ngược ngạo đó trong kinh Phật gọi là vô minh cho nên trong cái 12 mắt xích mình gọi là 12 cái nhân duyên đó vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử rượu bi khổ não từ đó mà mà sinh ra vô minh làm một cái việc làm nó ngược ngạo bố mình nhưng mà mình không thấy không mình không nghĩ đó là bố mình mình nghĩ đó là cái người nam cùng hành động với mình mẹ của mình nhưng mà mình nghĩ đó là một người nữ cùng hành động với mình. cho nên vô minh, từ cái vô minh cái ý niệm dục nó khởi lên hành động là nó đã duyên vào trong cái, 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 cái thai đó. trong cơ thể của con người nó có những cái khu vực thiêng liêng và người cha, người ta chỉ hiến tặng cho những người bạn đời của người ta nếu xâm phạm vào đó thì đó là đi ngược lại với đời sống đạo đức của người phật tử vì vậy ly hẳn tà hạnh tức là sạch hết những cái ý tưởng bất chính cho nên chúng ta thấy bồ tát những hình ảnh của của Bồ Tát người ta đắp vẽ điêu khắc vân vân đẹp nhưng cái đẹp của các ngài là cái đẹp trang nghiêm nó không không có những cái ý tưởng gợi dục chúng ta chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 32 ứng thân của người hay là các vị thánh chúng khác chúng ta nhìn thấy nét đẹp nó thánh thiện mình nhìn tưởng như mình phát tâm tu tại sao tại vì cái 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 hạnh nguyện cái hành rạng của bồ tát đã vượt lên trên cái thế giới của dục nhiễm cho nên cái nét đẹp của ngài làm cho người ta chiêm ngưỡng, người ta phát tâm tu tập. còn cái, cái, cái trang sức của thế gian á, nhiều khi nó nằm ở trong cái ý tưởng dục. tạo sự thu hút. để chiếm lấy. để có những cái ý tưởng dục nhiễm chiếm lấy chiếm lấy vật gì chiếm lấy tài sắc danh thực và thủy tài là vật chất tiền của sắc đó cái sắc đẹp tiếng tâm cho đến hưởng thụ và À, tìm ra những cái cảm giác tiêu khiển những lề thói hưởng thụ trong cái ngũ dục này tại sắc danh thực thùy nó là những cái luôn luôn nó làm cho con người ta thèm khát vì vậy nó mở rộng ra đó tại sao trong cái giới của những người xuất gia nó có những cái ngoài năm giới, uh, của người cư sĩ tại gia ra, thì cái giới thứ ba đó, là người cư sĩ không được tà hạnh, nhưng mà thầy sa di là không được dâm dục, tức là không được hành động dục nhiễm. sáu cái giới sau là cái phụ trợ để, để gìn giữ cho bốn cái giới trước nó không phạm, ví dụ như là không sử dụng mỹ phẩm, Mỹ phẩm là sao? Là sử dụng những cái hương liệu Dầu thơm vân vân Để làm gì? Để gợi cảm Để thu hút Và chính mình cũng bị những cái mùi đó Nó làm cho cái tư tưởng dục nhiễm của mình nó xuất hiện Không có múa hát Theo cái cái lời thối tiêu khiển của thế tục Tại vì những cái âm nhạc Mà nó mang cái cái dục tính từ cái lời từ những cái cái vũ đạo từ những cái chất giọng đó nó nó nằm ở trong cái dục nhiễm cho nó làm cho con người bị quay cuồng trong cái cái vòng xoay đó rồi thèm khát rồi đi đến tội lỗi đó là những cái mà là là phương tiện phòng hộ để gìn giữ cái tính giới cái cái tánh tội nó không có Thế cho nên à, Trong cái ngũ dục Tài sắc danh thực thủy Thì trong Năm cái này đều là những cái Mà thế gian vẫn thèm thuồng ham muốn Nhưng mà nặng nhất là sắc dục Chúng ta Học cái hạnh giải thoát Muốn cho đời sống bình yên Muốn cho cái phẩm chất Của mình được cao quý Cho nên phải tập Mà bắt đầu Là ở chỗ là phải nguyện thân không có hành động. Bằng những cái phương tiện phòng hộ, chúng ta đừng để cái cái thời gian rảnh rỗi tư tưởng của chúng ta nó chạy theo những cái phim ảnh, sách báo trò chuyện. Kế đến mình giữ thân được rồi có giới Thân có giới Lần tràn Mặc áo à, Lại Phật tụng kinh Phật tử Có cái giới luật của Phật tử Là để gì? Để phòng hộ Ví dụ như chúng ta đi đến những tổ chỗ trôn nghiêm Thậm chí mình vào trong cái phòng thờ Cái gian phòng thờ của nhà mình Mình cũng ăn mặc trang nghiêm đó là mình bày tỏ cái sự tôn kính Đức Phật mà mình không cho phép mình ăn mặc trống trải hay là trước mặt mọi người cái văn hóa của phương Đông chúng ta là phải y quan chỉnh túc tức là không để lộ những cái 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 da thịt những cái khu vực gợi cảm khiến cho người ta có những ý nghĩ bất thiện xuất hiện giữ giới là để phòng hộ cho nên để chi để thân mình không có điều kiện, dần dần nó thành cái thói quen, cái lối sống, nhưng tâm vẫn còn. Tức cái tính, cái tính dục vẫn còn. cho nên chúng ta thường phải, phải dành thời gian tu tập và phải chọn lọc những cái, 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 bài kinh, nhạc kinh, hay là à, tránh xa những cái âm thanh, những cái ngôn ngữ, những cái hình ảnh nó đưa ta đến cái tình trạng mất tự chủ. Chúng ta thấy xã hội ở ngoài vì cái 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 công việc kinh doanh của người ta, cho nên hầu như là những cái mà tiếp thị đó hoàn toàn là nó xoáy mạnh vào trong dục hết. Từ cái trang phục, từ cái uh, tiêu thụ, từ cái thực phẩm, cho đến những cái thuốc men, tất cả đều xoáy vào trong, nói là uh, cho... Có điều kiện thuận lợi Có được những cái tiêu chuẩn tốt Có những sức khỏe tốt Nhưng mà tốt để làm gì Xoay quanh trong vấn đề đó không Cái đó là thường Của thế gian Mình không được phép Lên án Nhưng mà đối với người tu Mình có lý tưởng Thì mình sẽ chọn lọc Mình không để thân mình Mắt, tai, mũi, lưỡi thân Tiếp xúc đó là một cách là mình nguyện khép mình trong cái cái phụ tiện phòng hộ cho nên mình đối trị nó bằng cách là dành thời gian để lại phật để trì chú để trì kinh đó là một cách đối trị hay nhất không để tâm mình ở không ở đây là chúng ta đang bàn ở cái giáo nghĩa tục đệ tức là sự thật tương đối Chứ chúng ta không không dám bàn đến cái sự thật tuyệt đối, cái chân lý để nhất nghĩa đấy. Chúng ta không bàn vấn đề đó. Tại vì Kinh Thập Thiện là quyền giáo, chứ chưa phải là thật giáo, cũng chưa phải là viên giáo. Nó là tiệm giáo, quyền giáo. Tức là phương tiện vì như có cái này cho nên lập ra cái này để đối trị cái kia đó là cái khi nào mà chúng ta nhất tâm bất sanh á thì vạn pháp câu tức trong ý niệm hiện tại trong giây phút hiện tại chúng ta không có một ý niệm nào sanh khởi dù đó là là thiện cũng không khởi dù đó là phật cũng không không lập giữ một cái cái tâm niệm thật là an tĩnh an trú trong đó thực chứng được cảnh giới đó thì muôn pháp đều vắng bặt đó là cái câu câu nói của thiền sư linh hữu ở trong quyển cảnh sách nhưng chúng ta chưa đạt được có thể ở trong chúng các phật tử ở đây hay mấy thầy chúng ta nói được lý thuyết được nhưng thực tế chúng ta chưa làm được rất ít người làm được cho nên lý tuy đố ngộ sự nãi tiệm trừ lý thuyết là vậy đó nhưng thực tế chúng ta vẫn còn những cái dục nhiễm dính mắt ham muốn thèm khát các vị đi ra đường con mắt của mình nhìn thấy nam thanh nữ tú những cái màu sắc thế này chúng ta th trung thực với chính mình đi mình coi con mắt mình nhìn cái gì tìm cái gì cái hạt giống nào nhiều nó sẽ dẫn chúng ta đi đó tìm cái màu sắc đó tìm âm thanh đó tìm ngôn ngữ đó cho nên thường phải tu tập phải ăn chay phải niệm phật phải lại phật phải tụng kinh phải trì chú để làm gì để trong những cái giây phút mà thân và tâm cùng ở một cái khung thời gian đó lại có những lời kinh tiếng kệ nó ngự trị trong trong tâm của chúng ta giây phút đó thân và tâm chúng ta an tĩnh thì nó chế tác ra được một cái năng lượng cái năng lượng của từ bi năng lượng của trí tuệ mình gọi đó là công đức năng lượng của từ bi khiến cho mình biết thương mình. mình thương mình, mình sẽ không bao giờ làm một cái gì đó, nói một cái gì đó để mình phải bị khổ lụy. mình thương mình được rồi, thì mình mới có thể thương người bạn của mình, con cái mình, gia đình mình, xã hội mình, đồng bào dân tộc của mình, quê hương mình, đất nước mình, rộng ra mới có thể thương tất cả chúng sanh. Mình không thương được mình, mình vẫn làm khổ mình thì làm sao mình có thể nói là mình độ người ta được? Cho nên đó, cái năng lượng của từ bi, của trí tuệ đó là cái mà người ta gọi đó là công đức, là phước đức. Tại vì từ cái năng lượng của thương yêu của hiểu biết từ bi và trí tuệ đó có mặt trong lời nói thì lời nói đó không đổ vỡ không chia rẽ không gây thù hiềm phước là từ đó chứ không phải là 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 mình trang sức vật chất nhiều trên thân hay là mình ở địa vị cao quyền lực nhiều mới là phước Lúc nào cũng có bình yên Thật sự bình yên là phước Có thể quý Phật tử đang hành trì một pháp môn nào đó Mình cứ gia công, dụng công Cái pháp mình đang hành Cọ sát với nó hàng ngày Thì các vị sẽ thấy cái màu nhiệm của nó Cái điều này á Tôi nói cũng không trúng lắm Dùng ngôn ngữ diễn đạt là sai rồi Ví dụ mình nói ngọt lắm ngọt như đường vậy đó. nhưng thật ra đường nó ngọt khác phải không như nhân ẩm thủy noãn lẫn tự tri như người uống nước nóng hay lạnh từ người đó biết lạnh như thế này không phải nó chỉ là gợi cái ý thôi chứ không chính xác được hãy tu tập đi rồi mới thấy cái màu nhiệm của của pháp phật nhờ hành trì nhờ tu tập, cho nên dần dần chúng ta giảm thiểu được cái tính dục. Hồi nãy là cái thân, cái thân hành động dục nhiễm đã, đã bớt rồi, đã sạch rồi. nhưng cái tính, cái tâm vẫn còn. Lại phật tu tập. để nó chuyển được. cuối cùng còn cái nghiệp. tức là cái tập khí nhiều đời, nhiều kiếp. Tức là cái thói quen á Cái thói quen xấu đó Nhiều đời nhiều kiếp Và cái nghiệp này á Là phải càng tăng thượng công đức Hoặc là thiền quán Hoặc là Tu trì Dần dần Khi cái công đức Nó nó sung mãn Nó nó cao nó dày lên rồi thì tự nhiên chuyển được túc nghiệp tức là những cái cái nghiệp xấu cái cái nghiệp dục nhiễm ở quá khứ chuyển hết chuyển được mà sạch hết là thành phật rồi đó, đó chuyển được hết là thành phật cho nên người mà lìa hẳn nghiệp tà dục thì đức phật nói người đó sẽ được bốn pháp mà các bậc trí luôn khen ngợi. bậc trí tức là những người hiểu biết, những người có đời sống đạo đức cao, có cái tuệ giác nhiều, có những cái uy tín lớn được ca ngợi. họ, mình được những người đó ca ngợi. một là gì. các căn, điều thuận hòa. căn đây là thân căn. nhãn căn, nhãn cũng là căn, là một cái căn nhãn là phù trần căng ý thức duyên vào nó làm cho cái con mắt này có khả năng thấy rồi phân biệt rồi nhận thức rồi biết cho nên nhờ lìa hẳn cái dục nhiễm mình được thân căng đẹp trang nghiêm từ nghĩa này nhiều khi chúng ta đang có được cái phước báo đời trước mình có tu tập giữ mình được cái thân tướng đẹp. nó hội tụ nhiều cái yếu tố nhưng đây là, lìa hẳn tài dục là một trong những cái chánh nhân để được thân căn. mắt tai mũi lưỡi thân cân đối. nếu mà đem tướng pháp ra bạn, đều trúng ở những vị trí tốt cả. nhưng mà coi chừng, mình đem cái thân căn của mình đẹp hiện tại ra để chinh phục để phá hoại giảm tổn liền giảm tổn liền ở đây xin mở một cái ngoặt nói thêm nha ngày nay thì y học khoa học văn minh cho nên họ nói họ không có thể can thiệp được muốn cho cái mũi cao lên thì họ có thể làm cao được. Muốn cho con mắt mấy mí họ cũng làm được mấy mí. nhưng, chúng ta học phật rồi, chúng ta biết rằng ai cũng muốn đẹp. nhưng, nếu mình chỉ sửa cái thân mà tâm mình không sửa, thì cũng không đi đến đâu hết. mình sửa cái tâm của mình, tức là tu cái tâm mình nó sẽ chuyển. Có nhiều vị ngày xưa tráng thấp lắm Nhưng tu tập thời gian Tự nhiên cái tráng cái sân, sân đình nó rộng ra Các Phật tử tự biết cái điều đó Hồi nhỏ nhìn không ra gì chứ Nhưng mà khi tu tập Rồi thì thời gian tự nhiên thấy dễ coi Cho nên giữ cái ý niệm thiện Nếu mình có cái tâm tốt Mà tướng mình chưa tốt Hãy nuôi dưỡng cái tâm tốt đó liên tục phát triển cái, cái, cái tư tưởng tốt đó đó. chính cái tư tưởng đó nó chuyển ba hóa một lúc nào cái tướng mình tốt. tế bào nó thay đổi liên tục trong từng sắc na. ví dụ như mình ăn uống như thế nào, mà cái tế bào của mình nó trở nên lành mạnh. nó có chứa nhiều cái tính thiện trong đó thì nó dần 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 sẽ làm cho mình máu huyết lưu thông da dẻ sáng sạch tóc đen mượt lên còn ăn uống như thế nào mà nó làm cho máu huyết nó bị nó bị ngưng trệ da dẻ sạm tối rụng tóc thế nào vân vân cái này thì các phật tử chắc bà sẽ rành hơn tôi vì vậy mình tu tức là mình hãy chuyển cái tâm của mình Nhà nho người ta nói Tâm hảo mạng hữu hảo Cái tâm tốt Thì chính cái tâm nó Nó chuyển cho cái vận mạng tốt Cho nên Mình có cái tâm tốt Mà không có tướng tốt Hãy nuôi dưỡng cái tâm tốt đó Dần dần mình sẽ được cái tướng tốt Có người có tâm Cái tướng tốt Nhưng cái tâm không tốt Coi chừng Chính những cái tư tưởng những cái, cái, cái sự bất thiện đó đó, trong tâm thức, nó dần dần nó phá cái tướng. cho nên học phật á là chúng ta biết cái nào gốc, cái nào ngọn, đừng có dại dột mà chạy theo cái ngành ngọn, không lo tưới tẩm chăm sóc cái gốc rễ, thì cái cây đó nó sẽ heo úa thôi. cái phước đức thứ nhất từ ở cái hạnh lìa hẳn dục nhiễm là được thân căng, hòa thuận tươi đẹp. thứ hai, xa lìa cái sự bồn chồn xôn xao. tức là, mình không bị, không dễ bị tác động, không dễ bị lung lai, không có những cái bồn chồn sao xiến đứng núi này trong núi nọ tính toán, bởi vì những cái sự bồn chồn sao động nó làm cho mình không yên. Tâm mình nó không an tĩnh thì dễ bị những cái 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 tà thuyết những cái sai trái nó chi phối nó thúc giục nó lôi kéo. Thứ ba là được được người đời khen ngợi. Được người đời khen ngợi. Thứ tư là Được cái phước báo là Vợ con của người đó Không bị ai xâm phạm tiết hạnh Nếu đem cái phước đức đó Mà hồi hướng đến Phật quả Vô Thượng Bồ Đề Thì khi thành Phật Được cái tướng ẩn mật tạng Tức là Cái bộ phận sinh dục Kính, trang nghiêm, không có thô, không có lộ đó là một cái cái tướng trong 32 tướng của Phật tôi kể một câu chuyện thầy Mạnh Tử lúc còn nhỏ thầy rất là hiếu học hiếu thảo ngoan khi lập gia đình và cũng ở chung với mẹ Bà mạnh mẫu một bữa nọ thầy đi làm về thầy vào phòng của thầy thì thầy thấy cái gì đó thầy giận thầy quay ra xuống nói với mẹ của của thầy thưa mẹ vợ của con nó vô lễ với con mạnh mẫu mới hỏi vậy chưa sao vợ con làm gì mà con nói nó vô lễ con vô phòng con thấy nó thay đồ trước mặt con Thế bà mới hỏi Thế con vô phòng con có gõ cửa không? Nó dạ không Con có dặm dép không? Để cho khua cái âm thanh Dạ không Con có tặng hắn để cho người trong biết không? Nói dạ, không Thế là con vô lễ Sao con lại nói vợ con vô lễ Tại vợ con thay thay quần áo ở trong phòng chứ đâu phải thay quần áo ở trước công chúng trước mặt con đâu. Bà mới dạy vợ chồng tuy đầu óc tai gối chung sống với nhau nhưng phu phụ đối như tân tân là gì là khách chúng ta thường nói tân khách tức là cũng là một người, một người khách mời, người từ nơi khác đến dự, mà tân cũng là những người từ nơi khác được mời đến, nhưng trong cái số tân khách này tân là khách quý. thí dụ như trong một buổi, buổi tiệc này nè, mình mời cái vị nào mà tôn quý nhất lên vào cái vị trí chính, thì vị đó là tân bà mẹ nói vợ chồng thì chung sống nhưng phải đối với nhau cái lễ tương kính như đối với khách quý không phải con á, lịch thiệp đối với người khách ngoài mà chính gia đình vợ chồng chung sống lúc nào cũng phải giữ lễ tiết cũng phải giữ lễ tiết tôn trọng cho nên trong kinh thiện sanh đó, Đức Phật dạy Dạy chàng thiện sanh là à, bị, Mỗi ngày ông ta cứ quay sáu phương mà lại Bữa nó gặp Phật Phật mới hỏi nói là Ông ấy học được một vị thầy đó dạy Mỗi sáng ra mặt trời mọc có lại phương Đông Phương Nam, phương Tây, phương Bắc Phương Thượng, phương Hạ Phật mới giải thích mỗi phương được tiêu biểu cho một cái vị trí, à, phương nào là cha mẹ, phương nào là vợ chồng, phương nào là anh em, phương nào là xã hội, phương nào là, là các bậc tu hành, phương nào là những người đồng bào phải đem lòng tương kính, thì trong đó đức phật dạy, vợ chồng à, chung sống với nhau nhưng phải có giữ lễ, ví dụ người chồng không được bắt vợ phải à, dân cơm nước rót trái thời tức là muốn ăn nhậu lúc nào cũng được ấy, bắt phục vụ phải cho phép vợ được quyền chăm sóc mua sắm trong gia đình tùy phận giàu nghèo phải à, thủy chung không được đem vợ ra làm cái đề tài để bỡn cợt trước bè bạn, trước mọi người, dù không có mặt. đại khái những cái đó. đó. là, phải giữ lễ, giữ lễ, vì con không có giữ lễ, mi đi sọc vào trong phòng, rồi mi nói làm vợ của mi vô lễ, là con vô lễ, đại khái là như vậy. cho nên học phật, không phải là từ bỏ cuộc sống hiện tại của ta tại chúng ta là các vị là người cư sĩ tại gia không phải nó đi học phật là bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình không đói hoài gì không chăm sóc đến điều đó phật cũng không có tán thành có một cái gia đình nọ ở bên mỹ khi tôi còn ở chùa viên giác á anh ấy về thăm và có có ngồi nói chuyện một hồi ảnh mới tâm sự thưa thầy chúng con lập gia đình cũng gần ba chục năm con của con bây giờ nó trưởng thành cũng có học vị hết nhưng mà thời gian sau này con rất buồn vợ con suốt ngày cứ chùa 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 không có chăm sóc gia đình không đảm, không có lo lắng về gia đình thậm chí cái bổn phận của vợ đối với chồng cũng không có nữa. con buồn lắm. con muốn khuyên bảo cô ấy mà con cũng không biết nói làm sao. tại tụi con đều là phật tử con rất kính phật rất trọng tâm. thưa thầy ở trong nhà chùa có cái điều luật gì mà khi đi chùa rồi không được như vậy như vậy như vậy đối với vợ chồng không. Có không có. <laughs> phật không có cấm. phật chỉ dạy là sống biết tiết dục. dù vợ chồng chung sống với nhau, nhưng có lễ tiết, nếu mà mình cái, cái, cái tình cảm của tuổi trẻ, nó qua thời kỳ đó rồi thì còn có cái nghĩa, có những cái thời gian, cho nên vợ chồng gần gũi nhau có lễ tiết, ví dụ như những ngày trai giới, chúng ta cũng tập sống phạm hạnh. Ví dụ ngày xưa là những cái ngày sốc vọng đó, những cái ngày trai đó, thọ bác quan trai là tập sống phạm hạnh, tức là tiết dục. Tiết dục để thân thể nó kiện khang, để cái cái thân thể nó nhẹ nhàng, để cái tinh thần nó 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 nó, nó thánh thiện và cái thời giác nó tăng trưởng. Cho nên vợ chồng chúng sống với nhau nhưng mà à, trái thời trái trái chỗ cũng gọi là tà nếu mà nói không phải là cái khu cái 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 nơi riêng của vợ chồng thì cũng phải giữ cái thời gian tu tập cũng phải giữ đó là tiết dục để mình có sức khỏe được cái thân thương cho nên á, phật không có cấm ngăn, mà chỉ khuyên dạy. rồi sau tôi gặp cô ấy tôi nói chuyện cũng giải thích xong. tôi nói ví dụ như lỡ mà cô bỏ bê gia đình như vậy nhỡ một lúc nào có một người phụ nữ nào xuất hiện trong gia đình cô thì liệu đó cô có ngồi yên tụng kinh không cô có ngồi yên đi chùa không cho nên cô tu tập thế nào để ông bạn của cô trở thành đạo hữu cùng với cô tu tập mình tu mà có những người gần gũi mình trở thành thiện tri thức yểm trợ ủng hộ đó là mình đang hoàn pháp lỡ sanh đó thì nói chuyện xong rồi cái thời gian sau họ trở lại họ nói con cảm ơn thầy lúc này tôi con rất là hạnh phúc vẫn tu tập rất tốt cho nên Bồ Tát có một pháp đó là thiện pháp để giúp cho chúng sanh à, thực hành thiện pháp trong thân nghiệp, thân có sát đạo và dâm. Bây giờ mình thực hành thiện nghiệp là lìa hẳn sát sanh, lìa hẳn trộm cắp, lìa hẳn tà hạnh thì mình sẽ đạt được cái cái kết quả như uh, điều mà tôi vừa nói được thân căn hòa đẹp, được uh, không có những cái buồn chồn lo lắng bất an, được um, mọi người, người đời khen ngợi và gia đình hòa thuận vợ con không bị ai xâm phạm tiết hành. Đó là những cái phúc đức giúp cho chúng ta dừng lại tất cả những cái lối sống khổ đau, bất an, sợ hãi, phiền não, lo lắng trên tinh thần tu học Chúng ta hãy bắt đầu bằng bằng những cái bước chân thật là vững Muốn lên cung trời đau lợi Muốn lên thánh địa của chư Phật Phải có cái bước khởi đầu Bước khởi đầu là giữ cái tính thiện Trong thân nghiệp Buổi sau chúng ta sẽ bàn tiếp Cái tính thiện trong khẩu nghiệp và ý nghiệp Mà Xin dừng ngang ở đây Cầu Phật gia hộ cho đại chúng có sức khỏe và tinh tiến học phật